Bây giờ mình ăn thử cái này đó, cái này là cái hành thánh cây đó. Mình ăn thử này ha. Rất là ngon. Các bạn biết là trong này là giống như một cái bánh bao đó, rồi nó sẽ đang làm một miếng bánh bao dài vậy, cái nó sẽ cái nó kẹp lại ở trong này là thịt, nó gọi là barbecue á, rồi với cải chua, rồi tương ngọt với hành lá đó, mình nghĩ với chút ớt. Hân hoan chào mừng các bạn đến với kênh Thu Đường Living Passionately. Các bạn biết không, hồi sáng này đó mình ngồi coi TV rồi mình suy nghĩ, mình nói với con mình không biết bữa nay là mình sẽ chọn cái nhà hàng nào để đi review cho các bạn. Thì tình cờ mình lên trên trang mạng á, thì mình có thấy được một cái tiệm restaurant gọi là Hấp. Là giống như là hấp cách thủy thôi đó đó, thì những đồ ăn nó rất là phải xài là coi như là healthy, giống như là sạch sẽ, nói chung ra là giữ cho sức khỏe mình nó tốt, không có chiên đó. Thì nó cũng có những cái loại mà gọi là nướng, mà gọi là nướng bằng giống như nó gọi là air fry, là nướng về hơi á, bằng hơi á, cho nên nó không có dầu mỡ đó. Cái chủ trương của nó là làm cho tốt sức khỏe, cho nên mình thấy cũng hào hởi phấn khởi lắm. Cho nên mình với con mình đang tới ngay đây và đang có order sẵn rồi, chút nữa mình sẽ review cho các bạn xem nhé. Ok, các bạn thấy không, thấy mình order cái gì không? Trời ơi, rất là hấp dẫn luôn. Không biết ngon không, nhưng mà thấy là nhìn hấp dẫn. Cái này là bánh bột lọc. Thì bánh bột lọc này thì nó không mấy giống như ở bên Việt Nam mình đâu. Bên này thì người ta cũng hay chế lại lắm, là tại vì người ta thích không thích ăn cái loại mà bánh bột lọc mà tôm với lại thịt không á. Mình thì thích cái dạng ngồi trung hơn, nhưng mà ở bên này thì người ta sợ nó ngán, cho nên người ta làm theo cái dạng mà giống như có măng, rồi có nấm, rồi có tôm. Các bạn thấy không, tôm rồi thịt nạc, chứ cũng không phải là thịt mỡ nữa, tại vì ở đây nó chủ trương là gọi là ăn cho sức khỏe đó mà, bớt mỡ lại. Nhưng mà mình thì thích nó có thịt ba rọi nó mới ngon đó, nhưng mà không sao, để mình thử coi đó. Thì ở đây mình có gọi thêm một cái phần hoành thánh, gọi là hành tánh cây. Ở trong này thì cũng có tôm với nhân thịt đó. Còn này là loại xíu mại mà giống kiểu của Tàu đó, thì cũng có tôm với nhân thịt, nhưng mà cái cách nêm chắc có lẽ là cái vị nó khác đó, theo kiểu của Tàu. Rồi cái này thì cũng là hoành thánh, mà giống dạng hành thánh cây này, nhưng mà nó kiểu mà nó nướng á, nó nướng mà theo cái e đó, để làm cho nó dồn á, để cho nó không có bị mập á, không có bị dầu á đó. Còn cái này là gọi là bánh ú Tàu. Bánh ú Tàu ở trong này nó có nhân thịt dưới nấm đó, mình không biết là có trứng không, mình cũng chưa có mở ra, chút nữa mình sẽ mở ra để coi. Rồi phía này thì mình có order, mình thấy cái này cũng rất là hấp dẫn, nó là bánh bao á, bánh bao trắng á. Thì ở trong này thì nó làm giống như thịt heo, mà thịt heo ba rọi mà nó quay riêng từng miếng đó, thì nó sắc vô nè đó, thì nó gọi là barbecue pork, mình nghĩ vậy đó đó. Thì nó có chút dưa chua với hành, với lại chút cái tương ngọt đồ nó trát vô trong này, với chút xíu ớt đó. Đó là những cái mà mình review cho các bạn coi đó. Ok các bạn biết không, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái món bánh bột lọc này ha. Thì mình sẽ ăn thử cho các bạn xem thử cái vị nó như thế nào.
Thì mình cũng đã nói là bánh bột lọc ở bên này á thì người ta hay chế lại lắm, nó không có giống như bên bên mình đâu. Nhưng mà các bạn biết không, nó làm nó rất là nhìn nó rất là clean lắm. Nhìn nhìn thấy nói chung là không có dầu mỡ đó. Đó. Thì mình cũng ăn thử thì ở trong này mình cũng có nói là nó có nấm nè, có măng, rồi nó có thịt mà thịt nạc chứ cũng không phải là thịt ba rọi đâu nha. Đó, rồi với lại tôm thì mình cũng ăn thử cái nước chấm này, mà cái nước chấm này á nó làm á thì cũng không có phải là theo kiểu nước mắm mà mặn mà của mình đâu, nó làm hơi lạt lạt, tại vì nó sợ là làm cho những người mà bản xứ người ta ăn người ta bị nồng quá đó. Đó, mình ăn thử nè. Rất là ngon các bạn, nó cái vị nó vừa ăn lắm, nó không mặn lắm mà cũng không có lạt lắm. Thì chấm với cái nước mắm này thì với mình thì nó hơi lạt, nhưng mà mình cũng biết là bán cho người bản xứ nhiều khi nhiều người ta sợ mùi nồng quá đó. Bây giờ mình ăn thử cái này đó, cái này là cái hoành thánh cây đó, mình ăn thử này ha. Rất là ngon, tại chắc có lẽ là cái ớt đó, nó nêm rất là đậm đà cho nên giống như là một cái nước sốt ớt vậy đó, cho nên ăn vô nó rất là quyện luôn đó. Đó thì bây giờ mình ăn qua thử cái này nè, cái này là giống như là cái hoành thánh mà nó nướng giống như bằng hơi á đó. Đó mình thì chưa bao giờ mình ăn cái này đâu, cái này là lần đầu tiên mình ăn theo cái dạng cái kiểu như vậy nè. Cho nên để ăn thử để cảm nhận nó như thế nào ha. Đó, thử cho với các bạn biết ha. Mời các bạn nha. Với mình á, thì mình cảm nhận cái này á, với cái tính mình á, thì mình thì không thích lắm, là bởi vì sao, mình chỉ thấy nó giòn giòn thôi. Mình thì thích nó chiên giống như bình thường thôi, thì cái độ chiên nó béo hơn thì nó hơi mập thật, nhưng mà cái đó là cái theo cái tính của mình thích. Nhưng mà nếu như người nào mà sợ mập á, thì ăn theo cái dạng này nó vẫn giòn, nó giòn thôi đó, nhưng mà hai cái vị giòn với cái chiên kia nó khác xa lắm đó. Thì theo mình thì mình thích cái này hơn đó, cái vị nêm của này cũng đỡ hơn là cái này nữa, cái này thì nó hơi lạt lạt đó, cho nên bạn ăn bạn chấm cho thật nhiều cái này vô thì nó mới quyện lại được đó. Thì đó là cái cảm nhận của mình. À, bây giờ thì mình ăn thử cái này. Ok, thì cái này là xíu mại đó, bài xíu mại thì mình nghĩ là phải bỏ một chút ớt này lên. Cái ớt này quý vị, các bạn biết không, ớt này là người ta làm tự làm đó, cho nên nó cũng có cái mùi vị nó đậm đà mặn mà trong này lắm, cái ớt này đó. Thì mình bỏ thêm một chút xíu xì dầu này vô, tại vì mình nghĩ là nhiều khi người ta làm cho nhiều người ăn đó, cho nên không biết là người nào ăn mặn ăn lạt, cho nên làm như vậy thì ai muốn ăn sao ăn đó, ai ăn mặn thì thêm xì dầu đó. Để mình ăn thử cái này nhé. Cái này hả, thì với mình á thì mình thấy nó cũng ok thôi, nó không có giống như của điểm sắm của người Hoa, cho nên cái vị nem nó theo kiểu Việt Nam hơn đó. À, ăn cũng được nhưng mà với mình thì mình thích cái này nhiều hơn đó. Đó, bây giờ mình thử cái này. Ok. Theo mình thì mình thích cái này lắm luôn á, tại vì mình thấy nó hấp dẫn. Nó vừa đẹp mà vừa hấp dẫn. Thì trong này mình có nói với bạn, các bạn biết là trong này là giống như một cái bánh bao đó. Rồi nó xẻ, đang làm một miếng bánh bao dài vậy, cái nó xẻ, cái nó kẹp lại ở trong này là thịt. Nó gọi là barbecue á, rồi với cải chua, rồi tương ngọt,
với hành lá đó, mình nghĩ với chút ớt cho nên mình nghĩ nó hấp dẫn, và ăn thử. Món này rất là ngon, rất là ngon luôn đó. Món này rất là ngon, mình thấy, đối với mình là mình thấy rất là ngon đó. Ngon vô cùng, là bởi vì sao? Mình thích cái bột của nó đó, cái độ bột của nó dai dai, kiểu bánh bao mà nó dai dai mà nó hơi ngọt ngọt á, ngon lắm, mình thích cái này lắm đó. Thì bây giờ mình thử cái xôi này ha, đó. Đó, xôi này á, các bạn thấy ở trong này á, giống như là làm theo kiểu của người Tàu đó. Thì trong này nó có lập xưởng, nấm, rồi đậu xanh. Nhưng mà mình thích nhất là nó có một chút xíu thịt ba rọi này nè. Mình rất là thích luôn. Tại như vậy á, nó mỡ mỡ, nó ướt gì nè, nó mới thơm. Đó, nó thơm mà nó ngon, nó béo á. Nó rất là ngon. Thì nó có chút một cái đậu đỏ trong này nữa. Đó, rất là ngon luôn đó. Thì bây giờ mình ăn thử làm sao. Ok, cái mình mới vừa ăn vô á là có một cái chút trứng muối nữa, rất là đậm đà, ngon lắm. Mình rất là thích cái món này đó. Thì bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây, và mình cũng cho cảm nhận các bạn là ở đây những cái món ăn rất là, nói chung ra là cũng vừa tầm. Thì nếu mà các bạn có về Portland thì nên trải nghiệm, chạy đến Vancouver, Washington để mà trải nghiệm thử ha. Thì những cái món mình thích là những cái món đó, thì mình cũng cho biết là như vậy đó. Đó. Các bạn biết không, hôm nay rất là hên, bởi vì hôm nay là ngày cuối, tại vì nó là đại dịch á, mà coi như là đại dịch bên nước Mỹ này nè, cái mấy cái ca dịch á, nó bị tăng lên cao quá, cho nên cái lệnh mà của Oregon với lại Washington á, là nó sẽ bắt đầu hiệu nghiệm ngày mai, là bắt đầu là coi như là không cho những cái nhà hàng mà cho vô ăn phía trong như thế này nữa, mà chỉ có là mà đặt rồi đem đi thôi. Cho nên mình cũng giống như là may mắn là có review như vậy, để mà có cái bàn để mà review cho các bạn xem. Đó thì nói chung ra là giống như bữa nay là bữa cuối trong cái mùa dịch mà mình không biết là đóng cửa tới chừng nào. Thôi coi như cũng là cũng xong cái review này cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích cái video này thì xin chia sẻ, thích ý kiến và đăng ký kênh của mình Thu Đường Living Passionately. Thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi, and I love you. Bye bye.